coi tôi mua con rồi xin vé số cô ơi, sáng nay không bán giờ nè. Thôi đi làm đồ mua con đi. Thôi chết ngắt luôn. Trưa nay ăn cháo trắng rồi. Ơi thấy gì ghê không? Thấy gì? Tại ngu người ta nói thằng quán vé số nó quen bảo vệ rồi 2 năm rồi giờ nó ngứa mắt lắm á. Nào. Hay là loại đập đó đi. Ừ. Gặp bảo vệ té liền. Nó bịt miệng lại à. Ờ cái thằng á đi nó quen bảo vệ. Ấy da, mấy anh làm gì vậy? Nó hết đó làm gì tao. Đây người ta tôi kiếm 50 ngàn ngày. Sáng giờ em bé không được tờ này hết, em không có tiền. Không có tiền mày, tôi gỡ đây. Của em à. Mày láo hả mày? Ờ chưa. Rồi. Dạ. Hay đúng mà. Sao nghe nó sắp ra phần 2 phải không? Ờ hình như 10 tháng 10. Ấy. Trời. Ở đây coi có tụi anh. Ok. Tụi anh hay cúp cậu. Tiếp tụi anh.